Thưa quý vị, tại Lâm Đồng có tới 48 thực khách bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Liên Hoa từ hai cơ sở trên đường Trần Phú và Phan Chu Trinh. Hai cơ sở này vừa bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động. Theo thống kê ban đầu, sau khi ăn bánh mì Liên Hoa, 48 người bị ngộ độc thực phẩm phải đến các bệnh viện cấp cứu và điều trị, chưa kể một số trường hợp bị ngộ độc nhưng tự điều trị ở nhà. Tại bệnh viện Hoàng Mỹ, Đà Lạt, 27 bệnh nhân đến cấp cứu và điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì liên hoa tại một trong các cửa hàng trên đường Trần Phú và Phan Chu Trinh. Một nhóm vận động viên tại trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh lao động ăn bánh mì liên hoa đều phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, đành phải bỏ cuộc thi điền kinh diễn ra vào ngày hôm sau chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lâm đồng và phòng y tế thành phố đà lạt phối hợp với các cơ quan chức năng đã xác minh làm rõ nguyên nhân làm việc với đoàn kiểm tra chủ hai cơ sở bán bánh mì thương hiệu liên hoa trên đường trần phú và phan chu trinh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mì nhân bánh và cũng không lưu mẫu thức ăn theo quy định bước đầu lực lượng chức năng thành phố đà lạt tạm đình chỉ hoạt động của hai cơ sở này